Trời ơi. Không biết tôi nói đó giờ phía muốn năm tôm hùm chắc cũng không có biết là con tôm hùm cái hay con tôm hùm đực làm gì hả. Từ ngày hôm qua nay chưa thấy cái mặt của bà luôn á. Ừ. Ủa hình như bây giờ là thủy triều nó lên đúng không? À, lát nữa thủy triều lên tới đây luôn. Tới cái này luôn hả? Ừ. Rồi vậy. Có tiền nào thủy triều lên. Chứ mà để nó thôi. Cái đầu em. Nhớ vé này không? Nhớ chứ. Ngày qua giờ mà không thấy được mặt. Đây chưa? Đi lên. Chơi máy là cho em gì? Em cầm máy anh xách cái thùng kia luôn nha. Anh xách thùng kia luôn anh. Mạnh mẽ lên rồi chàng trai. Là luôn đem dép lên luôn cho. Đi trước đi. Đưa. Đưa chân không ta? Đưa chứ. Má mấy bạn này vô phải sao nó loại hết cái đầu má này bình thường mình lấy chút không mua má thấy ngại quá. Đồ xíu nữa thì chịu lo rồi anh Dũng ơi. Bơi đâu anh biết bơi với em đâu có biết bơi đâu. Dạ mạnh lên đi cầm hay đưa không em đi trước đây. Chạy vô. Quay mà, con ta quay. Ủa giờ bỏ đâu ta? Trong phòng. Ủa bỏ trong phòng hả? Chạy không em cũng mệt nữa. Ăn con vậy nhau. Chết phụ bác kìa. Hả?
Mà lên, mà lên, mà lên. Trời, bây giờ nước xuống á, bây giờ sốc đã lắm. Coi bây giờ tắm không? Ê, tắm nữa. Giờ bọn em mới đi mà. Mạnh lên anh. Cần tới không rồi. Má, cái thùng này bỏ gì bao nhiêu ký trong này, một nặng quá trời anh Dũng.
chơi tới giờ anh chị? Tới sáng luôn hả? Xe mình sáng hình như không có được, có vài người đi màu trắng à. Ở nhà của anh Quang vậy, thôi mà anh đi với em rồi, anh đi với em, đi với con nào rồi. Rồi, đây, à bây giờ em sẽ gửi cho em lại cho chị nha. Mình ngày hôm qua mình chơi thấy như sao ạ? Anh sướng trò nào? Anh sướng trò cưỡi ngựa phải không? Sướng không? Về hai chân có sướng không? Sướng lắm hả? Có bị lũng ngựa không vậy? Không không, ngựa chắc lắm anh, sao lũng được. Rồi, anh có tắm biển không? Có tắm hồ bơi không? Trời, hôm qua em thấy có anh nào nha, anh nghe lời em, không mặc đồ bơi anh xuống tắm luôn. Có một anh, trời ơi, body mỏng đi hơi xấu xíu. Rồi bây giờ nó giỡn xíu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đi mua đặc sản. Đặc sản ngoài những cái mà anh chị mình mua hải sản, đồ tươi sống thì đến Phan Thiết này thì chúng ta sẽ mua thêm, có thể viết thêm một cái loại đặc sản mới, hải sản, một cái gia vị của anh chị mình thường dùng hàng ngày. Anh chị biết là gì không mà? Đúng, đó chính là nước mắm. Rồi, đến Phan Thiết thì chúng ta phải